Hương xin kính chào quý vị và bà con. Video hôm nay, Thu Hương xin giới thiệu đến bà con dòng sản phẩm máy nghiền bột siêu mịn Inox 200. Nếu bà con đang tìm kiếm một dòng sản phẩm có thể nghiền được các loại hạt ngũ cốc, dược liệu, gia vị, bột bánh thì nhất định không được bỏ qua video này. Ở video ngày hôm nay, khách hàng đem đến nguyên liệu là hỗn hợp các loại hạt dinh dưỡng. Sau khi biết được nhu cầu của khách hàng, tư vấn viên đã giới thiệu cho anh máy nghiền siêu mịn Inox 200. Máy sử dụng động cơ 3 kW, nguồn điện 1 pha 220V, cho năng suất lên tới 20 kg trên 1 giờ, phù hợp với mọi hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh. Nguyên liệu sau khi qua buồng làm việc thì được đi qua lưới sàng cực mịn, thành phẩm có độ mịn gần như có thể hòa tan hoàn toàn trong nước. Máy được thiết kế gọn nhẹ, có gắn bánh xe, giúp thuận tiện cho việc di chuyển, lắp đặt đơn giản, dễ dàng sử dụng và an toàn khi vận hành máy. Toàn bộ khung máy được làm bằng chất liệu inox cao cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tránh nguyên liệu nghiền làm han rỉ máy. Khi bu ly hoạt động, truyền chuyển động đến dây đai làm quay cánh quạt, búa đập theo chiều kim đồng hồ tạo ra va đập trà sát nguyên liệu vào thành và vỡ làm nhiều mảnh nhỏ. Đặc biệt, khi mua máy, quý khách hàng sẽ được tặng thêm 2 sàng và 1 bộ túi vải để thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 6 tháng và tư vấn kỹ thuật trọn đời máy. Vậy quý khách còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đặt hàng.